Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục mở hộp một cái mẫu dòng đồ chơi của hãng Sanjilong ha. Nó bắt chước theo cái dòng đồ chơi Joy của hãng Takaratomy, nhưng mà những cái chi tiết nó lại không có cắt sẵn như dòng đồ chơi Joy của hãng Takaratomy, mà nó để trong những cái runner giống như dòng đồ chơi Gundam ha, cho model kit của Gundam. Thì cái mẫu hôm nay chúng ta mở là một cái mẫu nó nhỏ thôi ha. Kích thước của nó là 1.50 scale full action plastic model kit. Cái con này là nó đặt tên là Yandu Sarus ha. Cái tên thì cũng không quan trọng đâu, thực ra những cái mẫu này nó cũng đã bắt chước những cái mẫu của Joy ha, anh không biết là cái mẫu nào nữa, ta mở sẽ biết. Thì cái mẫu này là cái phân độ khó là nó lại khó M1 ha, là nó phân độ khó M1, M2, M3. Chúng ta mở những cái mẫu đa số là M2 ha, M3 chúng ta chưa gặp, nhưng mà M1 là dễ nhất ha. Con này những cái mẫu chúng ta mở hôm trước là có dùng pin, con này thì không dùng pin, nó có một cái bộ dây cót để mà nó chúng ta lên dây cót cho nó chuyển động ha. Thì cái mẫu này, cái con này nó là màu xanh, nhưng mà cái mã này thì nó sẽ có tới hai màu lận ha, như con màu đỏ đây và con màu xanh ha. Thì hai con này nó cũng tương đối là khác nhau ha, anh thấy tương đối khác ha, những cái chi tiết này nó tương đối khác này ha. Nhưng mà anh nghĩ là cấu tạo thì nó giống một ha, nó chỉ khác những một cái chi tiết này thôi. Thì anh thì thích màu xanh hơn nên hôm nay chúng ta sẽ mở cái màu xanh này ha. Đằng sau này chúng ta sẽ thấy những cái cấu tạo, những cái chi tiết runner đây ha, và cái mã của nó là 5709 ha. Bây giờ chúng ta sẽ mở hộp lấy những cái runner nhựa trong đây ra và tiến hành lắp ráp. Thì ở trong hộp chúng ta sẽ có cái bộ, cái bịch chứa những cái runner ha, cái runner để lắp con này ha. Ta có túi, đây là những cái nút ha, nút cao su ha, để nút lại những chi tiết. Và cái bộ này là cái bộ dây cót ha, để cho cái con này nó chuyển động. Con mẫu này thì nhỏ, nó không dùng pin ha, cái tỷ lệ là 1/50, những cái con trước ta mở là tỷ lệ 1/32 ha, lớn rất nhiều. Chúng ta có một tờ hướng dẫn ráp ha, cái này nó không đóng thành sách mà nó đóng thành một tờ một chưa lớn như thế này ha, cũng vì cái mẫu này nó nhỏ nên nó làm theo cái kiểu như thế này. Thì cận cảnh những cái mẫu runner đây ha, runner đây thì nó cũng rất là đẹp, chi tiết anh thấy là sắc nét và ở giống như chúng ta đã coi lên trước ha, một số chi tiết lớn thì ở dưới cái runner này ha, nó có in luôn cái ký hiệu nó, ví như cái này nó ghi là B2 ha, runner mã là B2. Tương tự đây ha, C4, runner C4, C5, chung là nó cũng khá là tiện chúng ta lắp ráp ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp ráp cái con này xem nó như thế nào ha. Khi lắp ráp xong thì chúng ta sẽ được cái con khủng long, roi hay giống như roi này ha. Thì kích thước nó cũng khá là nhỏ ha, tại vì đây là cái dòng cái tỷ lệ nó nhỏ mà ha, nó dùng cái dây cót ở đây. Thì ở dưới cái bụng nó có chi tiết súng này ha,
Thì thực ra chúng ta có thể nó dùng nó làm chi tiết súng hoặc nó là một cái như là một cái cần để lên cái dây cót đây ha. Ở đây nó sẽ có cái hình dạng để khớp với chỗ này. Ta chỉ cần đây. Chúng ta sẽ vặn ha. Như này ha. Để lên được dây cót cho nó ha. Nhưng mà thực ra cái này chúng ta dùng tay cũng mới được ha. Nên anh thích để cái này ở dưới bụng nó ha. Con này thì để nó chuyển động nó chúng ta chỉ cần lên cái bộ dây cót này ha. Ta lên nặng ha, cho nó ta giữ đây ha, để cho nó chạy ha. Thì đây là cái dòng dây cót, không phải là cái dòng dùng pin ha, nên cái phần chuyển động nó cũng không có được mượt mà như cái dòng pin mà chúng ta đã từng mở hộp ha. Tuy nhiên thì với cái lứa tuổi chơi nó cũng nhỏ thì nó cũng anh thấy nghĩ nó cũng khá là đủ ha để chúng ta khám phá cái dòng đồ chơi này ha. Như vậy thì anh đã mở hộp và lắp ráp ra cái mẫu chơi của hãng Sen Long ha, nó bắt chước những cái dòng đồ chơi soi của hãng Takara Tomy ha. Cái con mẫu này là Yanda Saros, một cái con khủng long. Cái mẫu khủng long nó tỷ lệ chỉ 1/50 ha, nhỏ hơn tỷ lệ 1/32 những cái mẫu ta đã mở. Thì nhận xét chung cách lắp ráp cái con mẫu này thì nó cũng đơn giản, tại vì nó xếp hạng là dễ nhất ha, cấp 1 ha, dễ nhất. Tuy nhiên thì cái mô hình khủng long ta thu được thì cũng ổn ha, anh nghĩ cũng khá là ổn. Con này, cái mẫu này thì sẽ không sử dụng pin và motor, mà nó sẽ sử dụng một bộ dây cót để mô tả chuyển động của con khủng long này ha. Khủng long này trên thực tế như nó cũng chạy rất là nhanh ha. Chúng ta chỉ lên dây cót như này cho nó chạy ha, cũng rất là ổn. Giá bộ này thì cũng rẻ thôi ha, chỉ khoảng 1/3 những cái bộ 1/32 ha. Và anh nghĩ nếu ai kinh phí mà cũng không không quá dư dả lắm á thì có thể sắm cái mẫu rô này ha. Trời, nó sẽ có hai màu, màu xanh và màu đỏ ha. Cấu trúc thì nó giống nhau, chỉ khác một chút về cái chi tiết này, sừng giết này ha, chi tiết gọi là lớp da và lớp xương nó thì y hệt nhau. Thì video mở hộp của anh đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả các em. Hẹn gặp lại các em trong những video lần sau.